À, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin trả lời câu hỏi của các anh chị trên nhóm Zalo có nhắn tin mình hỏi mình với nội dung như sau nha. Rồi, đây. Khi mà mình gửi cái file Gcadet, anh chị cài báo lỗi như thế này. Nguyên nhân thứ nhất là file này file rắc, anh chị cài dễ bị lỗi. Thứ hai, trước khi cài các anh chị tắt hết tất cả các chương trình diệt virus nha. Mà lỡ đang cài mà nó báo lỗi này thì cách xử lý như thế nào? Nhất là ta phải vào cái này nè, chấm đầu vô nha, video rồi nha, cái này nè, đó gì chưa rút nè, rồi ta bấm vô quick connect nha, hộp thoại hiện ra, ta chọn vào action nha, rồi ta bấm lì cho lại nha, rồi ok các bạn, ta mở trực tiếp lên, rồi ta tắt, ta mở lên xem có báo lỗi nữa nha, rồi ta bấm vô preview đó, bây giờ hết báo lỗi rồi các bạn, xài bình thường rồi nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.